Chào mừng em đến với lớp học cú mèo học văn cùng với cô Lê Thắm tại group 2K5. Và ngày hôm nay trong bài đầu tiên này thì cô Thắm sẽ giúp cho các bạn nắm chắc hơn về văn bản phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Lê Trà. Đối với văn bản này, các bạn chú ý cho cô Thắm những nét chính tiêu biểu như sau. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tác giả, về tác phẩm cũng như là phân tích những nét chính trong tác phẩm, đúng không nào? Một, tác giả Lê Trà sinh năm 1927, mất năm 1999, quê quán ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đó, các bạn chú ý cho cô Thắm hai nét chính cơ bản chúng ta nắm chắc về tác giả Lê Trà cho cô Thắm nha. Đó, vì ở trong sách giáo khoa chưa có hướng dẫn về phần này nên các bạn ghi cho cô hai đề mục này. Về tác phẩm, các bạn chú ý cho cô phong cách Hồ Chí Minh được rút trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái cao cả của Lê Anh Trà, in trong cuốn sách Hồ Chí Minh và Văn hóa Việt Nam do Viện Văn hóa xuất bản năm 1990, thể loại văn bản nhật dụng. Đó. Thứ ba, đó là phần bố cục. Trước khi tìm hiểu về văn bản này, yêu cầu các bạn xem lại tác phẩm, xem lại văn bản trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 1 trang 5, trang số 5 nhé. Đoạn 1 đó là từ đầu đến rất hiện đại. Các bạn chú ý cho cô Thắm từ đầu đến rất hiện đại. Nội dung của đoạn 1 đó là quá trình hình thành và điều kỳ lạ của phong cách Hồ Chí Minh. Đoạn thứ hai từ tiếp theo đến hạ tắm ao ạ. Và nội dung của đoạn này đó là vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác Hồ. Đoạn 3 là đoạn còn lại, bình luận và khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh nha các bạn. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là phần đọc hiểu văn bản. Và đây là phần phân tích quan trọng các bạn cần nắm được những nét chính để chúng ta hiểu về văn bản hơn. Một, đó là cái vốn tri thức văn hóa nhân loại sâu rộng của Hồ Chí Minh. Các bạn chú ý cho cô Thắm. Đầu tiên, đó là con đường hình thành nên phong cách Hồ Chí Minh đúng không ạ? Các bạn xem trong sách giáo khoa có dẫn chứng đó là trong cuộc đời chuyên chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới cả ở phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Đó, người đã sống này, đã từng sống này dài ngày ở Pháp, ở Anh, người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc, Pháp, Anh, Hoa, Nga, đó là những dẫn chứng cụ thể trong trang 5. Đấy, thì các bạn cũng ghi lại cho cô, thứ nhất, Hồ Chí Minh của chúng ta đúng không? Là người đi nhiều này, có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với văn hóa nhiều nước, nhiều dân tộc, nhiều vùng khác nhau trên thế giới, nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài, có ý thức học hỏi toàn diện sâu sắc đến mức quen thâm nha các bạn. Cái thứ hai đó là một lối sống rất bình dị, rất phương Đông, rất Việt Nam nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại. Các bạn cần phải ghi được cái phần kết luận đó là cái sự kết hợp hài hòa những phẩm chất khác nhau, thống nhất cho con người Hồ Chí Minh, đó là truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây, xưa và nay, dân tộc và quốc tế, vĩ đại và bình dị. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở người để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại. Đó. Chúng ta tìm hiểu về con đường rồi đúng nào? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ ba, ý thứ ba đó là cách tiếp thu tri thức. Thì người tiếp thu có chọn lọc những cái tinh hoa nha các bạn. Tiếp thu có chọn lọc này, tiếp thu những cái hay, những cái tinh hoa, tiếp thu nhưng vẫn giữ được nền tảng văn hóa dân tộc. Đó. Chú ý là như vậy. Hai, phong cách sống và làm việc của người. Các bạn chú ý dẫn chứng như sau. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới có một vị chủ tịch nước
lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm cung điện của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẹn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp bộ chính trị, làm việc và ngủ với những đồ đạc rất mộc mạc, đơn sơ. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốc thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn, đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kỳ. Đó, các bạn chú ý những dẫn chứng trong trang 6 nha. Và những câu thơ rất là hay của nhà thơ Tố Hữu khi nhắc về ngôi nhà sàn của bác như sau: nơi bác ở sàn mây phách gió, sáng nghe chim rừng hót rừng gáy bên nhà, đêm trăng một ngọn đèn kêu nhỏ, tiếng suối trong như tiếng hát xa, của tác giả Tố Hữu. Chim rừng gáy ở đây đó là một loài chim, hay là cái khác đó là gà rừng nha các bạn, gà rừng đấy ạ. Rồi chúng ta chuyển sang nơi ở. Đó là một ngôi nhà sàn độc đáo của bác Hồ ở Hà Nội, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơ mà cô Thắm vừa đọc những dẫn chứng cho các bạn rồi đúng không nào. Trang phục thì cũng rất là giản dị nha các bạn. Áo bà ba nâu, áo trấn thủ, đúng không? Kể cả những trang bị cũng vậy. Đôi dép lốp, cái quạt cỏ, cái đồng hồ báo thức hay cái radio. Các bạn chú ý cho cô, đây là hình ảnh của bác này. Đó. Trang phục rất là giản dị, đúng nào? Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị, màu quê hương bền bỉ, đậm đà, trích trong bài thơ Sáng tháng năm của nhà thơ Tố Hữu. Trang phục thì giản dị như vậy, và hàng ngày thì việc ăn uống của người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kỳ như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cả muối hay là cháo hoa. Đó, các bạn cần phải nắm được chắc những chi tiết này nha. Đây là câu hỏi thảo luận cho các bạn. Có bạn cho rằng cách sống giản dị đạm bạc của bác Hồ lại vô cùng thanh cao sang trọng. Em có đồng ý với ý kiến đó không thì sao? Thì mỗi bạn có thể tự đưa ra những quan điểm của riêng mình nha các bạn. Và sau đó thì chúng ta giải thích lý do chúng ta lựa chọn. Và đây là phần đáp án cho các bạn tham khảo. Cách sống giản dị đạm bạc của bác Hồ lại vô cùng thanh cao sang trọng vì đây không phải là lối sống khắc khổ của người tự vui trong cảnh nghèo khó. Đây cũng không phải là cách tự thần thánh hóa, tự làm cho các đời hơn đời. Đây là một cách sống có văn hóa đã trở thành một quan niệm thẩm mỹ. Cái đẹp là sự giản dị tự nhiên. Các bạn chuyển sang phần 3, ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh. Các bạn chú ý cho cô, ở phần 3 này chúng ta sẽ đi phân tích cụ thể, đó là ở đoạn cuối cùng, đoạn thứ 3 đấy ạ. Những nét giống nhau, các bạn chú ý cho cô, giống với các vị danh nho không phải tự thần thánh hóa, tự làm cho các đời lập dị, mà là cách di dưỡng tinh thần một quan niệm thẩm mỹ về lẽ sống. Đấy, các bạn chú ý cho cô, ở phần bất giác ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa, như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức. Đúng nào? Nếp sống giản dị và thanh đạm của bác Hồ cũng như các vị danh nho xưa hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho các đời hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mỹ về cuộc sống có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác. Nhưng những nét khác nhau các bạn cần chỉ được, đó là khác với các vị danh nho thì Hồ Chí Minh như thế nào nhỉ? Đây là một cái lối sống của một người cộng sản lão thành đúng không? Một vị chủ tịch nước, linh hồn của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đấy là cái nét mà chúng ta cần phải nắm được khi mà yêu cầu tìm những điểm giống nhau và khác nhau. Đấy. 4. Ý nghĩa văn bản. Thì các bạn chú ý cho cô ý nghĩa như sau: bằng cách lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, tác giả Lê Anh Trà đã cho thấy cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh trong nhận thức và trong hành động, từ đó đặt ra một vấn đề của thời kỳ hội nhập: tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời phải giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó. Nội dung thì các bạn chú ý cho cô trong sách giáo khoa, phần ghi nhớ trang
8. Còn phần nghệ thuật ở trong sách giáo khoa thì chưa có ghi rõ, vì vậy là các bạn ghi đầy đủ cho cô. Thứ nhất đó là sử dụng ngôn ngữ khá là trang trọng. Thứ hai đó là vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, biểu cảm, lập luận nha các bạn. Đây là một số bài học qua bài này. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đà núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên. Hay là một lần Hồ đến thăm Đền Hùng này. Đấy. Bài tập trắc nghiệm này các bạn cũng xem để củng cố kiến thức của mình này. Vấn đề chủ yếu nêu trong văn bản phong cách Hồ Chí Minh là gì? A. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của Hồ Chí Minh. B. Phong cách làm việc và nếp sống của Hồ Chí Minh. C. Tình cảm của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. D. Trí tuệ tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo các bạn thì đâu là đáp án chính xác? Cùng chờ đợi đáp án từ cô nha. B là đáp án chính xác. Các bạn có đúng không ạ? Rồi, chúng ta chuyển sang câu 2. Ý nào đúng nhất, điểm cốt lõi cho phong cách Hồ Chí Minh? A. Biết kết hợp hài hòa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. B. Đời sống vật chất giản dị kết hợp với đời sống tinh thần phong phú. C. Có sự kế thừa vẻ đẹp trong phong cách sống của các vị hiền triết xưa. Và D. Am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới. Cô sẽ dành ra 5 giây cho các bạn trả lời. Và đáp án chính là A. Biết kết hợp hài hòa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Câu hỏi tiếp theo. Để làm nổi bật lối sống giản dị của Hồ Chí Minh, tác giả đã sử dụng phương thức lập luận nào? A. Chứng minh, B. Giải thích, C. Bình luận và D. Là phân tích. 5 giây cho các bạn. Đáp án từ cô đó là đáp án A. Chứng minh. Câu tiếp theo. Trong bài viết, tác giả cho rằng nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ là một quan niệm thẩm mỹ về cuộc sống. Theo em, cụm từ quan niệm thẩm mỹ là gì? A. Quan niệm về đạo đức, B. Quan niệm về nghề nghiệp, C. Quan niệm về cuộc sống và D. Là quan niệm về cái đẹp. 5 giây cho các bạn trả lời. Và đáp án ở đây đó là đáp án D nha các bạn. Quan niệm thẩm mỹ là quan niệm về cái đẹp, trí. Bài tập vận dụng. Em học tập được điều gì ở Bác qua văn bản phong cách Hồ Chí Minh của nhà văn Lê Anh Trà? Bài 2, theo em thì phong cách Hồ Chí Minh có phải là một văn bản thuyết minh hay không? Các bạn ghi cụ thể bài tập vận dụng này nhé. Nắm chắc nội dung nghệ thuật của bài học này và các bạn chuẩn bị bài tiếp theo, đó là câu chuyện hội thoại. Như vậy là vừa rồi cô Thắm đã hướng dẫn các bạn xong về văn bản phong cách Hồ Chí Minh rồi. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ nắm thật chắc được những luận điểm chính trong văn bản. Và yêu cầu tiếp theo đó là các bạn sẽ ghi chép thật cẩn thận này và học thật chắc những luận điểm 1, 2, 3 đi dẫn lấy dẫn chứng, đúng không? Chúng ta tìm hiểu này và chúng ta lấy dẫn chứng trong văn bản để làm cho bài viết của chúng ta và nội dung học của chúng ta trở nên sâu sắc hơn. Đó. Yêu cầu đó là phải nắm thật chắc phần nội dung nghệ thuật và phần phân tích, đúng không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo.